được rồi chị ơi. Thôi rồi, nảy nốt lần này mà không được thì thôi tôi không đi nữa đâu. Vâng, chị cố gắng hội em. Chị ơi, có việc gì đây anh? Chị đi đâu đấy? Cô đi về nhà. Vâng, cho em hỏi thăm chị đi từ đâu về ấy? Từ Hà Nội về. Đấy, em nhìn em biết ngay. Chị chưa bỏ cái này ra, khẩu trang ra dễ nói chuyện. Em muốn được trao đổi với chị một tí về công việc. Thôi, nắng nơi này mới lại tôi không quen biết anh thì trao đổi công việc gì, tôi chẳng có việc gì cho anh làm cả. Thế là chị đi từ Hà Nội về à? Vâng. Nhìn gái Hà Nội em biết ngay là chị làm cái gì dưới đấy. Tôi làm công nhân thôi, nhưng mà anh bảo anh là gái đấy hả? Không, em có bảo là chị là gái đâu, có nghĩa là chị là một người con gái xuống Hà Nội làm tiền đúng không? Này, anh ăn nói càng ngày càng vớ va vớ vẩn. Anh bảo anh đi làm tiền hả? Thế thì chị đi làm gì ở dưới? Tôi là người ở trên này nhá. Vâng. Chứ không phải là gái ở dưới Hà Nội mà anh bảo là gái Hà Nội. Không, vớ em va vớ vẩn. Nhìn khổ quá, em biết chị là nhìn biết là ngay là xuống xe biết cái là em biết chị là người ở trên này là xuống Hà Nội làm tiền vô. Đúng này, không? Anh bảo anh làm tiền. Thế chị đi làm công nhân ở dưới đấy thì hết tháng mà không lấy tiền thì người ta bùng à? Làm công nhân là làm công nhân chứ, làm tiền là làm tiền. Ăn nói vớ va vớ vẩn. Làm cái gì ở trên đời này cũng phải đều phải làm tiền hết chị ạ. À? Bán hoa quả rồi chị. Nhưng mà có làm cái gì đi chăng nữa thì đấy là việc của tôi liên quan đến anh. Không. Chả ai quen biết thì tự nhiên anh sang đây. Chị cho em một phút thôi. Thì em xin giới thiệu với chị là em là bên vận chuyển người. Cái gì? Vâng. Này, anh định bắt cóc tôi à? Hả? Sao lại vận chuyển người? Phải giữa thanh thiên mạch nhật nhá, người đi qua lại nhiều như thế này mà anh dám bắt cóc à? Không, không. Anh có muốn tôi lu loa lên cho anh lên công an phường không? Chị ơi, anh tưởng tôi không phải người ở đây anh định... Không, vận chuyển người có nghĩa là em là người chuyên chở người đến và người đi á, chị hiểu không? Người đến và người đi à? Biết rồi. Thế anh nghĩ tôi là gái ngành à? Hả? Tôi không phải làm những quán hát còn karaoke thì mà anh đang vận chuyển tôi ra đấy nhá. Không, không. Anh đưa đón cái kiểu gì hả? Quá chị ơi, đây này. Cái gì? Em không dám nói to. Anh làm gì đấy? Anh buôn bán cái gì mà anh không dám nói to? Em làm trẻ ôm. Cái gì? Em làm trẻ ôm. Ôi giời ạ, làm xe ôm. Vâng. Xe ôm thì nói thẳng là làm xe ôm. Từ nãy đi lại còn cứ vận chuyển người mới chả ấy. Không, nhưng mà em là xuống đây là chợ, không dám treo biển treo ôm, chị hiểu không? Là ở dưới này có bọn cơ cánh chạy xe ôm, nó biết em người lạ xuống đây chạy xe ôm nó đập chết toi, nên là cảnh nên là có một cái đội ngũ xe ôm ở dưới này là nó phải trưng biển, là nó phải được phép đấy. Em là em ở trên cũng người vùng cao mình ở trên kia xuống đây muốn kiếm ít tiền cho vợ con, nên là thấy chị đi lưỡng thững thế này thì em mới sang hỏi chị có muốn đi xe ôm em chở chị. Thế thì anh nói thẳng lúc từ nãy là anh là xe ôm đi cho nhanh. Vâng. Lại còn vận chuyển người mới trẻ là môi giới. Chị cứ nói em là một tài xế đi, đừng có nói em làm xe ôm mà ở đây người ta biết em lại phải nộp thuế. Chị thương em, chị có nhu cầu đi xe thì. Dạ. Nhưng mà tôi đang định gọi xe. Thì đây, sẵn xe đây rồi. Thôi chị. Nhưng mà trời nắng này tôi lại mặc quần áo ngắn thế này, nắng nôi lắm. Đi xe taxi cho nó mát mẻ. Chị ơi, gió trời lồng lộng. Đấy, gió trời lồng lộng nó thổi từ đằng sau lên đằng trước. Ui, từ đằng hậu lên mặt tiền, mát lắm. Nhưng mà nhà tôi xa lắm. Anh liệu có chạy được không? Chị ở tận đâu? Tôi ở trên bản trên kia kìa, nhà cách đây 30 cây cơ. Ôi giời, tưởng cái gì, em chạy hàng trăm cây số chả thấy mệt.
Chị lên xe đi. Dạ. Từ đây về đấy em cũng không lấy nhiều tiền đâu mà phải sợ. Nhưng mà anh được cấp bằng chưa đấy? Em chạy xe hàng bao nhiêu năm nay, hết xe công nông đến xe máy cày rồi chị, các kiểu xe gì em cũng lái được. Chị cứ lo gì em chẳng lái được mà phải lo. Này, anh nghĩ đi đâu xa đấy. Ý tôi là anh chạy xe máy có bằng xe máy chưa? Không phải lo bằng mà em, kể cả em lái em chở lái hết, kể cả bà già người già người trẻ em lái được hết, an toàn lắm. Không là... phải lo em bằng hay không. Thế là anh làm cái nghề này lâu rồi ý vị? Em cũng làm lâu rồi nhưng mà mới xuống đây làm thôi. Thế liệu đường đi lối lại ở dưới này anh không thuộc chưa đấy? Tôi cũng không nghe ra thế nào đâu, mọi khi toàn xe đưa xe đón chị thôi. Chị cứ lên đây, không phải lo. Em không biết đường, chị chỉ. Chị dặn chân ra em đạp nhờ một phát. Rồi ôi. Chị dặn hẳn cái chân ra chứ không em đạp lại không được. Rồi xe liệu có còn xăng không đấy mà lại còn niên hạn sử dụng không? Sao lúc này nó lại nó không nổ nhỉ? Này liệu có đi được không? Không thì để tôi xuống cho bắt taxi. Chị cứ ngồi im đấy. Ngay quên mở khóa xăng. Ôi dồi ôi. Người đây mới đấy mà anh còn phải khóa xăng làm gì? Ơ, chết rồi. Sao đến lúc này nó lại không nổ nhỉ? Xăng xuống rồi. Chị ơi, mà anh đạp không chạy thì có mặt xe hỏng rồi, thôi tôi không đi đâu. Em phiền chị một tí thôi. Chị thương em, chị đã gọi là nhận lời đi xe em rồi thì chị đẩy cho em một đoạn thôi được không? Rồi ạ. Cái trời nắng 37-38 độ để anh bảo tôi đẩy xe cho anh thì để mà tôi vỡ mồ. Nó mặt đấy. Nó chỉ có mấy mét thôi là nó nổ thôi. Cái này nó bị hết cái ác. Chị thương em. Chị hộ em một tí nhá. Em lên đây xong là chị đẩy cho em, xong em vào chỗ. Chị đẩy hộ em với. Nào. Trời ơi, người ta nhìn tôi như kiểu quan hệ này. Sao đấy? Không vương cái xe này chỉ nổ rồi chị ạ. Lấy đà lại một tí nữa đi. Để cho nó có đà. Được rồi chị ơi. Tôi nảy nốt lần này mà không được thì thôi tôi không đi nữa đâu. Vâng. Chị cố gắng hội em. 2, 3. Được rồi. Mày quá. Bé tôi đi xe kiểu này đấy. Chị ạ, dạng chân ra không ăn hoa nó kẹp vào chân đấy. Báo tác vào nha. Thôi xuống đây. Chị ơi, gần đến nhà chị cho. Đấy, chị thấy không? Đi xe ôm, xe máy. Nó có phải là tự nhiên là mình được ngắm cảnh nó thoải mái đúng không chị? Quan trọng là mình được ngắm cái phong cảnh nó đúng như tình thế. Đấy. Đấy thì chắc là gần đến nhà chị rồi ạ. Bao lâu rồi? Tiền nong ít nhiều thì đấy là việc của tôi. Anh không hỏi quan tâm thế để làm gì? Thật sự là có người đi cùng ấy, nói chuyện thì em muốn hỏi thăm, em cũng muốn được
xuống dưới Hà Nội mình kiếm công việc chỉ làm ăn nó dễ kiếm tiền đấy. Dễ kiếm tiền à? Vợ anh còn trẻ không? Vợ em thì tuổi thì còn trẻ nhưng mà ở trên quê nó già lắm, nó vất vả. Ây ây! Cái gì hả chị? Ây! Kiểm lan hoa vào chân à? Không. Ây ui! Sao đấy chị? Sao tự nhiên lại đau bụng thế? Sao lại đau bụng được? Xe em đi em mà, em du như thế mà. Không, chắc là lúc sáng ăn bát tiết canh. Thế là chị ăn được tiết canh ấy. Ôi dồi ôi, ăn được, có ăn được đâu. Nhưng mà người ta mời thì làm thử bây giờ đau bụng quá. Khả năng anh đứng ở đây để tôi đi vệ sinh cái. Vâng, thế chị cứ đi. Ở đây thì... Nhưng mà... Đồng không thì mông quạnh được mà. Không phải chợ đâu. Anh cấm được nhìn đấy nhá. Nhìn cái gì ạ? Anh cấm được nhìn tôi, tôi đi cho nó tự nhiên. Ôi đau bụng quá. Không, chị ở đây gần nhà chị không? Cũng gần rồi. Ngay đoạn kia là đến nhà tôi rồi. Đấy, cái chỗ mà khu nhiều nhà đấy. Thì chỗ, ai ui. Nhưng vâng, mà chị đi không, không chịu được nữa rồi. Vâng, chị ê, anh để... không được nhìn, anh quay mặt ra kia đi. Quay mặt đi. Khổ em... quá nhỉ. Em làm em... sao? Em phải... Anh cứ thế này thì làm sao mà tôi đi được? Em đi phụ cho. Làm sao mà phụ được, hay tôi đi luôn ra đây nhá. Không. Tôi đi luôn ra đây nhá. Thôi, chị cứ đi. Anh quay mặt đi. Tôi nghe nói đi xe ôm là cũng nhiều người nó xảo quyệt lắm, nó cứ... Ôi giời ơi. Đấy là anh nghe nói thôi. Chứ còn á, cứ có mấy đồng bạc của anh nhìn người tôi như thế này mà thèm quyệt mấy nghìn, à mấy chục nghìn hay luôn của anh đấy à? Vâng. Tôi không chịu được nữa rồi. Chị cứ hay đi. Hay là thôi anh lai tôi về đi. Nhà tôi ngay trên kia, tôi đi luôn trên xe cũng được. Okay, chứ còn tôi khó chịu quá rồi. Thôi, đấy chị xuống cái vườn đào kín kia kìa. Anh đi ra kia xe đi. Đừng có nhìn trộm nữa đấy. Anh quay mặt đi. Khổ lắm, cứ đi vào trong kia đi. Tôi ở đây tôi không có như không có xem cái gì đâu. Chị ơi, xong chưa? Chưa. Mày à bưởi. Xong chưa chị ơi? Lên trên này á, còn lâu mới tìm được bà. Ui. Buồn thương buồn thương ấy thương lại buồn. Sao cái người này đi lâu thế nhỉ? Chị ơi. Chị Di ô, vệ sinh xong chưa chị Di ô? Được hay là khéo lại lằng nhằng lại đau ruột thừa lại đổi cho rối loạn tiêu hóa chứ. Sao mũ lại để đây? Chị Di ô. Chị Chi ô, chị ngồi đâu đó? Chị Chi ô, nãy mình không hỏi tên nhỉ? Chị Chi ô, chị ngồi đâu đó? Chị Chi ô, cháu biết đi nặng hay đi nhẹ? Chị Chi ô. Liệu cô có con cái nhà họ phần trong lứa rồi không đây? Chị đi đâu? Chị đi xe ôm của em đâu? Chị đi đâu? Thôi, kiểu này đúng đấy. Lại dính cái mặt lừa rồi. Nhìn có vẻ cũng da dáng tiểu thư phết đây. Mình giờ mình không lường trước được. Đúng ra phải thu nửa tiền trước kìa, có phải chắc ăn không? Kiểu này lại phán đô. Cứ nói đến cái kiểu đi vệ sinh là đáng nghĩ rồi chứ.
hay nó còn bỏ lại cái mũ cho mình. Mất toi một cuốc vô. Cả buổi sáng cứ tưởng ngoan an. Ơ, anh Hy, sao nay anh Hy về sớm thế? Thế hôm nay từ sáng giờ chạy được mấy cuốc? Một cuốc thôi. Một cuốc à? Thế là có mở hàng rồi còn gì nữa? Một cuốc. Chạy xa hay chạy gần? 30-40 cây ấy. Ôi, thế thì về là được đúng rồi còn gì nữa. Một ngày chỉ cần chạy một cuốc đi xa như thế, xong về nghỉ chiều lại đi cũng được. Thế anh muốn ăn gì để đi ra mua? Cũng may đấy, già đấy lại gặp luôn khách. Đấy, bảo rồi, người ta quan niệm ý, mình làm ăn buôn bán hoặc là người đi xe ôm nha Hy là sáng sớm. Cuộc đấy trước là khi tính... ra cửa là phải nghe xem, gặp ai mà mát mát vía thì mình hạnh đi ra. Cuộc đấy tính ra là cũng được 500 nghìn đấy. Khách phục 500 nghìn, 20-30 cây. Thế thì bằng giá tiền bọn nó chạy taxi đấy. Nhưng mà đi được gần đến nhà nó, cách nhà nó khoảng 6-7 cây ấy. Thì thế nào? Thì lại rơi mất tiền. Cái tiền mà sáng nay Mẩy Thanh đưa cho Ai Hy đi giả lại đấy á. Cái tiền xe ôm ấy. Thế là thế nào? Chị đi đến gần nhà nó cho chị rơi mất tiền, rơi mất cả người luôn ấy. Bực không nói lên nổi lời đấy nè. Thế đi nhanh quá lạng lách làm ngã nó à? Mày hâm à? Thế sao lại rơi được cả người? Tao nói chuyện tao còn phải dừng xe lại mới dám nói chuyện ấy. Thế sao còn Ai Hy vòng vo nó tóm lại là thế nào? Dính cứ con mặt lửa. Thế nhìn mặt nó thích. Tao lại không chụp lại ảnh. Còn đi xinh à. Đuổi nó to trắng à. Thôi đi, bỏ ngay cái văn quyền của lão đi nhá. Quyền cái gì? Thì tóm lại là sáng nay chở con nào váy ngắn váy dài, thế nhìn thấy nó sáng mắt lên không lấy tiền đúng không? Của nhà tao ở nhà hàng đông, tao còn chả chẳng nhìn thì còn nhìn cái bọn đấy. Ơi, của nhà bây giờ người ta bảo là cái gì nhỉ, một cái lạ bằng tạ cái quen à. Cái đùi nó trắng nó to như thế, không nhìn làm sao biết đùi nó trắng nó nhưng to. Nhưng mà tao ấy, tao không có thích về cái bọn con gái kiểu lẳng lơ đấy. Nhưng mà bọn đấy thì nó chỉ được cái vẻ bề ngoài thôi. Giời ơi, vẻ bề ngoài mới là mù con mắt đấy. Thế nên mới không lấy tiền của nó đúng không? Chị đã chở nó về đến nhà đâu mà lấy tiền. Rồi đây nghi lắm. Nó đến cái chỗ gần cái chỗ nhà nó ấy, là giữa một cái cánh đồng ấy. Thế là nó kêu đau bụng, nó đòi đi vệ sinh. Đi vệ sinh đi, tao đợi mãi ở ngoài tre ấy. Thì đi vệ sinh đấy nhé, phải đi mà canh nữa chứ. Cái gì? Mày bảo tao đi canh nó, đi vệ sinh, đi đái, đi ị á? Thế thì nó mới không chạy mất chứ. Ai bảo không canh nó, thả cửa cho nó chạy đi còn gì nữa. Em đi vệ sinh có cho ai đứng canh đứng xem không? Không phải là đứng xem, nhưng ý là đứng xa nó ra, nhưng mà nghĩa là còn phải nhìn thấy người nó. Nhìn thấy thế nào được, đi vệ sinh thì nó phải vào chỗ kín chứ. Đằng này tao đang nghi rồi, mới đầu là tao đang nghi rồi, nhưng mà không nghĩ là nó lại có thể là lừa mình cái quả đấy chứ. Trời ơi, chạy nghề xe ôm bao nhiêu năm nay, đáng nhẽ là phải đi tỏng trong lòng khách hàng rồi chứ. Thế mà cũng phải để vợ nói, lần sau ấy là phải lấy tiền trước. Xong hạng chở người ta đi, mình phải cầm đằng chui chứ. Lấy đằng trước, người chở đường sau xe yên xe mình lo cái gì, trở về đến nhà người ta mới trả tiền chứ. Thế, nên nó mới trốn mất đấy, nó mới chạy, nó mới lừa mất đấy. Mà thế nào bây giờ cái bọn lửa lọc, gian xảo nó giống người như đúc ấy nhỉ. Nó không những giống đàn ông, nó lại còn có cả giống đàn bà nữa. Đàn bà cũng đi ra để lừa người ta thế. Dồi ôi, xã hội này bây giờ á, cứ có tiền để chúng nó lừa hết. Mà hôm nay nó là ngày gì không biết được. Ngày gì? Ngày ra cổng gặp vợ đứng ở cổng ngày gì? Thế lúc sáng là vợ ra chặn xe trước cổng đấy nhỉ. Chả thế không ạ? Mày đen lắm cơ. Đã bảo
Người ta đi làm cái này nó phải kiêng gặp đàn bà đầu tiên ra cổng. Ta biết ngay mà, dặn bao nhiêu lần rồi. Trời ơi, mà thế lại... mà lúc bé toàn mó hàng cho bà ngoại đi chợ đấy. Mà lại hôm qua trẻ cỏ đấy chứ.